Chào các bạn. Trong bài hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây sandal cho bé như thế này. Phần thân trước thì mình làm dây ngang ha. Có nút cài điều chỉnh. Đây là phần mặt đế. Và đế thì mình chọc đôi hai lớp đế lại cho mẫu đế của mình được cứng cáp hơn. Trên phần thân trước của dây thì mình có trang trí một họa tiết chú hổ nhỏ như thế này. Cho thân dây của mình nè. Hoặc là các bạn cũng có thể trang trí nhiều họa tiết khác lên thân dây ha. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách móc cái chú hổ này. Để làm được mẫu dây này, mình sử dụng len mill cotton cùng 125g. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và kim móc thì mình dùng kim hai đầu ha. Ta dùng đầu số 4 nè. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Đầu kim của mình nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len là được ha. Cho mũi móc của mình nó được chắc chắn hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len, kim khâu len, các cái kim đánh dấu và keo nến. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn phần thân dây trước. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mẫu mặt đế dày len như thế này. Thì mẫu này mình có hướng dẫn ở clip trước rồi ha, và cách tăng size cũng có hướng dẫn, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo. Mẫu dày của mình là 10,5 cm, tương đương với xích đầu tiên mình gây nên là 14 mũi xích. Chân cuối cùng của phần gót giày móc 3 mũi móc đơn nè. Và vòng ngoài cùng, vòng thứ 3 ta móc mũi nửa kép. Những bạn nào mà mẫu giày này các bạn dán đế thì các bạn sẽ móc cho mình một mặt đế như thế này. Sau đó ở cái mặt sau của mặt đế các bạn sẽ dán cho mình cái mặt đế xốp vào trong mặt đế len ở mặt sau của sản phẩm. Tức là cái mặt sau này nè, mình sẽ dán đế vào đây ha. Còn đối với mẫu của mình hướng dẫn 10,5 cm, mình không dán đế nên mình sẽ móc hai mặt đế, sau đó mình chọc đôi lại cho mặt đế của mình nó được cứng cáp hơn. Ta sẽ ép sát hai mặt trái của cái mặt đế lại với nhau và canh cho thẳng hàng nè. Sau đó chọn cho mình một chân móc ở phần gót giày, ta sẽ đâm kim vào chân móc bên trên của mặt đế bên trên nè. Đồng thời các bạn đâm kim luôn cho mình vào cái chân móc đối diện ở cái mặt đế bên dưới. Đưa cho mình sợi len ra phía sau. Kéo len qua hai cái chân móc này. Từ đây di chuyển kim đến chân kế bên của mặt đế bên trên. Và chân kế tiếp là cái chân song song với cái chân móc này ha. Của mặt đế bên dưới nè. Hai chân móc song song như thế này và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào hai chân móc song song kế tiếp, móc vào một mũi dời. Làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Móc một mũi dời vào hai chân móc này. Như vậy là mình sẽ chập được hai mặt đế lại với nhau và tạo cái độ dày cho mặt đế của mình nó được cứng cáp hơn. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết vòng. Ta cứ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau của hai mặt đế nè. Móc vào một mũi dời. Sau khi đã viền lại được hai mặt đế với nhau rồi, lưu ý cho mình chân móc cuối cùng mình móc cũng là chân đầu tiên mà mình đâm kim ha. Móc vào một mũi dời. Sau đó kéo sợi len và cắt len. Cái sợi len thừa này nè, các bạn sẽ dùng đầu kim đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc kế bên và chính giữa của chân móc đầu tiên nè. Kéo sợi len này ra phía sau. Kéo các cái sợi len thừa ha. Như vậy là mặt đế của mình sẽ hoàn tất như thế này. Nó sẽ có một cái độ dày cho mặt đế của mình được cứng cáp hơn ha. Ta sẽ chọn đây là mặt bên dưới, là mặt đế bên dưới. Thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình phần thân trên. Phần thân trên thì mình sẽ móc vào cái mặt này ha.
Để móc được cái phần thân quai phía sau, chuẩn bị cho mình hai kim đánh dấu. Chia mặt đế ra làm 3 phần. Các bạn có thể chia tương ứng thôi ha, nó không cần phải chính xác lắm. Sau đó mình sẽ lấy 1/3 từ phần gót giày đi lên. Đây là 1/3 mình móc cái phần quai ở phía sau. Còn 2/3 còn lại mình sẽ móc cái phần thân trên ha. Dùng kim đánh dấu cho mình hai điểm nè, đối diện nhau. Thì phần quai hậu ở phía sau mình sẽ móc ở các cái chân móc phía sau này ha. Để móc thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của cái hừng màu vàng nè. Đâm kim vào đây, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Đưa cho mình sợi len ra phía sau nè. Kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Thì ở đây lưu ý cho mình, phần mặt đế vòng móc thứ 3 mình móc mũi gì thì hàng móc này mình sẽ móc cái mũi đó ha. Những bạn nào mà móc mũi đơn thì hàng móc này mình móc mũi đơn. Mũi kép đơn thì ta sẽ móc mũi kép đơn. Còn ở đây là mình là mũi nửa kép nè. Thì hàng đầu tiên của phần dây quai phía sau mình sẽ móc mũi nửa kép. Ta sẽ đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó. Đâm kim vào cái sợi len màu vàng nè. Cái mũi móc màu vàng ha. Móc một mũi nửa kép. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế bên. Là cái mũi này nè, cái mũi màu vàng này ha. Móc vào đây một mũi nửa kép. Tiếp tục chân kế tiếp cũng đâm kim vào chân màu vàng. Móc một mũi nửa kép. Khi móc lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho mình cho đến chân móc đối diện nó. Cứ mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép và đều đâm kim vào cái chân màu vàng ha. Sau khi đã móc được các mũi nửa kép cho đến chân móc mà mình đánh dấu thì phần thân sau của mình nó đã có cái độ cao như thế này. Nó sẽ nằm trong tầm khoảng 1/3 từ dưới lên trên, từ phần gót giày đi lên nè. Khi móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì việc mình cắt len không phải dấu len nhiều ha. Để tiếp tục móc các hàng móc của phần thân sau, ta sẽ móc lên 2 mũi xích, quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào các chân móc của hàng móc phía dưới nè. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau đó mình sẽ móc thêm tầm khoảng 1 cho đến 2 hàng móc nữa. Và ta sẽ móc đều làm sao cho cái phần thân sau này nó có cái độ cao vừa đủ lên phần mắt cá chân của bé để có thể ôm sát vào cái phần cổ chân của bé là được ha. Mỗi chân móc mình cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã lên được tổng cộng là 2 hàng móc mũi kép đơn. Lúc này phần thân sau của mình nó đã có cái độ cao như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc tiếp theo tạo phần dây quai. Đối với cái chiếc giày ở bên trái thì các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi xích và mình móc phần thân sau trước ha. Ta sẽ gây nên 2 mũi xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Và mình sẽ móc các cái mũi kép đơn cho cái hàng móc đầu tiên này cho đến hết.
thì mình sẽ tạo ra được một chiếc giày ở bên trái. Còn đối với chiếc giày ở bên phải thì từ đây các bạn sẽ móc cho mình phần dây quai trước ha. Thì mình sẽ móc cái phần dây quai tầm khoảng 15 cho đến 18 mũi móc xích. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và 18. Khi đã có được 18 mũi móc xích rồi ha, thì cái phần dây này nó luồn qua bên hông nè, nó sẽ tạo được một cái độ rộng để mình có thể cài vào cổ chân của bé. Từ đây móc lên 3 mũi xích, đâm kim vào chân móc thứ 18, móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho đến hết sợi dây. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến hết sợi dây quai rồi, thì từ đây di chuyển kim cho mình đến cái phần thân sau. Các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân ở cái phần thân sau ha. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hai cái chân móc nằm chính giữa, tức là hai cái chân móc này nó thẳng hàng với chính giữa của đế giày á. Thì lúc này khi đã chạm được đến hai cái chân móc nằm chính giữa thì các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân. Thì cách chụm như sau. Ta tiến hành lấy len lên trên kim, sau đó đâm kim vào chân kế bên, kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim, tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len, kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim. Như vậy là hai mũi phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên. Nó sẽ giúp mình tạo cái độ bo khi mình mang vào chân của bé, nó không có bị tuột ở phần gót giày ha. Còn lại thì móc tương tự cho đến hết. Mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng, đối với chiếc giày ở bên trái mà mình đã móc rồi á, thì từ đây các bạn sẽ móc cho mình cái phần dây quai bằng với cái phần dây quai mà mình vừa hướng dẫn. Khi đã lên hai xích rồi nè, móc cái phần dây quai phía sau. Đến đây thì các bạn sẽ tiến hành móc lên cho mình một sợi dây quai bằng với sợi dây quai mà mình vừa hướng dẫn ở đây. Kết thúc đầu dây này, mình sẽ móc một mũi dời vào cái chân móc của mũi kép đơn cuối cùng ở đây nè, là cái chân móc này ha. Đây, móc cho mình một phần dây quai nè, đi lên 18 mũi, kết thúc mình sẽ đâm kim vào cái chân móc này, móc một mũi dời, sau đó giấu len thừa. Còn chiếc giày ở bên phải, móc lên một xích, kéo và cắt len. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, thì mình sẽ hoàn tất được một chiếc giày ở bên phải. Luồn dây và cài điều chỉnh bên phải nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trên. Để móc được phần thân trên, các bạn sẽ tính cho mình từ cái phần đỉnh giày đi xuống, ước lượng cho mình từ phần đỉnh giày đi xuống tầm khoảng 1 cm, sau đó đánh dấu cho mình một điểm bên này. Thì cái điểm mà mình đánh dấu ở đây với một điểm đối diện của nó sẽ chừa ra được 1 cm từ cái phần đỉnh giày đi xuống ha, để mình hở cái phần ngón chân ở đây. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần quai. Để móc được cái phần quai, các bạn sẽ dựa cho mình vào mặt đế. Ta sẽ lật phía sau của mặt đế lại nè. Thì từ cái phần dây quai này nó sẽ nằm ở chính giữa của phần mặt đế.
Tức là cái mặt đế của mình nó sẽ được chia đôi ra. Đây, chia đôi phần mặt đế nè. Thì cái phần dây quai nó sẽ bắt đầu từ nửa còn lại lên tới cái chân móc mà mình đánh dấu. Thì mình sẽ có được chính giữa của phần mặt đế là cái chân móc này ha. Đây, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc màu vàng nè. Đưa sợi len thừa ra phía sau. Kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó, móc một mũi kép đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên ha. Và ta cũng móc một mũi kép đơn vào chân kế bên là cái chân màu vàng nè. Khi móc lưu ý cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để mình cắt len không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở bên trên. Mỗi chân móc ta đều móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Sau khi đã móc được cái hàng móc đầu tiên đến chân móc mà mình đánh dấu rồi thì mình sẽ có tổng cộng là 8 mũi kép đơn. Nó sẽ nằm ở một nửa của phần mặt đế nè, tính từ dưới đi lên ha. Để móc tiếp hàng móc tiếp theo, móc lên một xích. Ở đây mình có một lưu ý nhỏ ở cái phần thân dày phía trên. Thì đối với cái phần thân dày phía trên nè, khi các bạn luồn vào chân của bé, nếu mà mình móc các cái phần này nó bằng nhau thì khi bé luồn chân vào nè, ở cái phần phía trên nó sẽ quá rộng, thì khi bé mang vào cái phần ngón chân của bé nó sẽ bị tuột lên trên. Thì mình sẽ tiến hành giảm độ cao của mũi móc cho phần thân trước nó nhỏ hơn phần thân ở phía trong ha. Khi móc lên một xích rồi quay ngược đầu móc lại nè. Ở đây mình có 8 mũi móc thì các bạn sẽ tiến hành giảm dần cho mình cái độ cao của mũi móc. Ta sẽ móc 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn rồi, 3 chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi nửa kép. Còn các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn. Mình sẽ còn lại 2 mũi cuối cùng ha. Những bạn nào mà móc cái phần dây quai này nó nhiều hơn 8 mũi móc thì các bạn có thể chia đều ra cho mình với 3 loại mũi móc ha. Lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ có cái độ cao dần nè, nhỏ ở cái phần đỉnh dày và to ra ở cái phần thân trong ha. Móc lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo thì sẽ làm tương tự như hàng móc đầu tiên, tức mình sẽ sử dụng mũi kép đơn, mỗi chân ta móc một mũi kép đơn cho đến hết. Khi hoàn tất được hàng móc thứ ba thì ở hàng móc thứ tư làm tương tự như hàng thứ hai, lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Ta sẽ giảm độ cao của hàng móc này ha. Thì các bạn cũng làm tương tự như hàng thứ hai, tức mình sẽ có 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Tiếp tục 3 chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi nửa kép. Ba chân còn lại, mỗi chân là một mũi kép đơn. Như vậy là các cái hàng móc của mình nó sẽ có cái độ giảm dần thấp ở cái phần đỉnh dày ha, và to ra ở cái phần thân trong nè.
Ta sẽ móc xen kẽ các cái hàng móc này cho đến khi cái phần dây quai này nè, khi mình gập vào thì nó sẽ có thể ôm sát được vào cái phần thân chân của bé. Thì độ cao từ cái phần mặt đế lên cái hàng mà mình móc ở cái phần dây quai nó sẽ nằm trong tầm khoảng 1 cho đến 2 cm ha. Móc tương tự thêm nhiều hàng móc nữa nè. Khi gặp đôi cái phần dây quai lại thì nó sẽ ôm sát vào cái phần chân của bé. Và độ cao này từ cái phần mặt đế đi lên nằm trong tầm khoảng 1 cho đến 1,5 hoặc là 2 cm ha. Lên 2 xích. Tiếp tục móc xen kẽ. Tương tự thêm nhiều hàng móc nữa. Sau khi các bạn đã móc xen kẽ cho mình một hàng kép đơn và một hàng giảm độ cao của mũi móc nè, thì lúc này cái phần thân trước của mình nó sẽ rộng ở cái phần giữa của chân và nhỏ dần ở cái phần ngón chân. Thì để cho cái phần dây quai này nó có độ chính xác hơn á, thì nhiều khi các bạn móc hàng kép đơn nó sẽ bị quá rộng. Các bạn có thể đổi cho mình là một hàng mũi móc đơn hoặc là nửa kép ở cái hàng cuối cùng ha, để mình có thể canh chỉnh được cái độ dài và độ rộng của cái phần thân trước này. Thì ở đây mình sẽ thêm một hàng mũi móc đơn. Thì chiều dài của phần dây quai này mình cũng có để ở phần mô tả ha. Các bạn cũng có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo, móc theo cái chiều dài này là được. Khi đã móc đến cuối hàng thì lên một xích kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len dài. Ta sẽ được một phần thân bên trên như thế này, ôm lại ở phần ngón chân nè và rộng ở cái phần thân chân ha. Ta sẽ luồn cái đầu len thừa này vào trong kim khâu. Và để khâu được cái phần thân này vào bên còn lại của thân dây, thì các bạn sẽ dựa vào cho mình khoảng cách từ cái phần quai cho đến cái phần thân trước nè. Ở đây mình chừa ra được 5 mũi móc. Thì các bạn sẽ tính cho mình từ cái phần thân phía sau, phần quai hậu phía sau á, đếm ngược lên cho mình 5 mũi móc. Và mình sẽ đâm kim vào chân thứ 6. Cũng đâm kim vào cái chân màu vàng này ha. Đồng thời đâm kim vào chân đầu tiên của cái phần thân trước. Kéo lên. Tiếp tục ha, đâm kim vào chân kế bên của phần mặt đế nè. Và chân kế tiếp của cái phần dây quai. Kéo lên. Tương tự cho chân kế tiếp. Ta sẽ khâu tương tự cho đến hết. Sau khi đã khâu hoàn tất được cái phần dây quai rồi, thì các bạn sẽ tiến hành tạo cho mình một guốc ở cái điểm cuối cùng ha. Giấu sợi len thừa vào cái hàng móc cuối cùng của phần thân dây nè. Cắt len ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu dây quai hậu như thế này. Tiến hành khâu cho mình nút vào thân bên hông của cái phần quai và cài lại ở cái phần dây quai ha, cài vào chính giữa của các cái mũi kép đơn. Mẫu này mình trang trí thêm một chú hổ nhỏ ở phía trước. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái họa tiết trang trí này. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây mình sẽ gây nên 4 mũi móc xích.
1, 2, 3, 4. Khi có được 4 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích. Tam kim vào chân móc thứ 4, móc 1 mũi móc đơn. Chân móc thứ 3 cũng móc 1 mũi móc đơn. Chân móc thứ 2 móc 1 mũi móc đơn. Khi được 3 mũi móc đơn vào 3 chân rồi, còn lại chân móc cuối cùng, thì chân cuối cùng này móc 4 mũi móc đơn. 1, 2, 3 và 4. Được 4 mũi móc đơn rồi, di chuyển kim đến các chân móc kế bên này. Các bạn sẽ móc cho mình vào 2 chân liên tiếp, mỗi chân 1 mũi móc đơn. Còn lại một chân móc cuối cùng, thì cái chân móc cuối cùng đó ta đã có 1 mũi móc đơn rồi. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào chân cuối cùng đó 3 mũi móc đơn nữa. Một, hai và ba. Kết thúc cái vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này và ta sẽ móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng ha. Móc vào đây một mũi dời thì lúc này chân cuối cùng này mình cũng có tổng cộng là 4 mũi móc đơn. Móc lên một xích nè. Ở vòng móc thứ hai, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên là chân mà mình vừa móc mũi dời ha. Móc vào một mũi móc đơn nè. Sau đó tiếp tục hai chân kế tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Khi có được 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp thì chân kế tiếp mình gặp sẽ là chân đầu tiên của cụm 4 mũi móc đơn mình móc vào cùng chân nè. Thì chân này móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ hai của cụm cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba của cụm móc 2 mũi móc đơn. Và chân thứ tư của cụm cũng móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là đầu bên này mình sẽ tăng được 4 mũi móc. Ta sẽ có 4 cụm nè, 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha, 4 lần liên tiếp. Thì tiếp tục hai chân kế tiếp, mỗi chân sẽ là 1 mũi móc đơn. Được 2 mũi móc đơn lẻ vào hai chân thì chân kế bên ta gặp sẽ là cái chân của cái cụm 3 mũi phía sau nè. Thì chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba cũng tương tự ha, móc 2 mũi móc đơn là chân cuối cùng nè. Khi đã móc được đến cuối vòng, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để mình kết thúc vòng. Móc lên một xích. Thì lúc này cái phần mặt của hổ nó sẽ có cái độ to dần nè. Vòng móc thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đó và móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Được 2 mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, 3 chân kế tiếp mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Có 3 mũi móc đơn vào 3 chân lẻ thì chân kế tiếp móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được 1 mũi ha. Chân kế bên móc 1 mũi móc đơn. Chân kế tiếp móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được mũi thứ hai. Tiếp tục chân kế bên 1 mũi móc đơn. Chân kế tiếp 2 mũi móc đơn cùng chân.
Ta tăng được mũi thứ 3. Và tương tự ha, một mũi móc đơn. Sau đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là đầu móc này mình sẽ tăng được 4 mũi móc ha. Ta sẽ có 4 chân móc mà mình móc hai mũi móc đơn vào cùng chân nè. Thứ nhất nè. Tiếp tục nè. Cụm thứ hai. Cụm thứ ba. Và cụm thứ tư, mình tăng được 4 mũi móc. Thì tiếp tục 3 chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được 3 chân lẻ rồi thì chân kế tiếp móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được 1 mũi. Chân móc kế bên móc 1 mũi móc đơn. Chân kế tiếp móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được mũi thứ 2. Tiếp tục 1 mũi móc đơn vào chân kế bên. Hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được mũi thứ 3 ha. Và tính luôn hai mũi móc đơn mình gây nên đầu tiên ở vòng này. Thì ở cái cụm này mình cũng tăng được 4 mũi móc nè. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi giờ để mình kết thúc. Móc lên một xích. Vòng móc thứ 4. Móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục 4 chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Được 4 mũi móc đơn vào 4 chân rồi thì chân kế bên móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được 1 mũi ha. Hai chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn. Chân kế bên sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được mũi thứ hai. Hai chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn thì chân kế bên móc hai mũi móc đơn cùng chân. Ta tăng được mũi thứ ba, tương tự ha, hai chân kế tiếp nè, mỗi chân một mũi móc đơn, chân kế bên sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ở cái vòng bên này mình cũng tăng được 4 mũi móc cho một nửa của phần mặt ha. Tiếp tục 4 chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi được 4 mũi móc đơn vào 4 chân rồi thì chân kế bên móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được mũi đầu tiên. Hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chân kế bên sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta tăng được mũi thứ hai. Tiếp tục ha, hai chân kế bên mỗi chân một mũi móc đơn. Chân cuối cùng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Khi kết thúc vòng móc thì cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên và ta cũng móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Ở cái hàng móc này, hai chân móc đầu tiên mà mình móc nè, ở đây mình có tăng một mũi rồi thì cụm bên này mình cũng có tăng tổng cộng là 4 mũi móc ha. Ở vòng móc thứ 5, để cho cái phần mặt của hổ nó được to ra hơn thì các bạn sẽ móc đều cho mình, mỗi chân là một mũi móc đơn
và ta sẽ không tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc đều cho mình ha, mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, các cái mũi móc đều nhau thì kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc một mũi dời để mình kết thúc. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Chấu cho mình sợi len thừa ra phía sau thì mình sẽ hoàn tất được cái phần mặt của hổ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần tai. Thì phần tai mình sẽ móc rồi ha, ở đây mình đã móc sẵn một tai rồi nè, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần tai còn lại. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này cho mình. Từ đây móc lên một xích và đâm kim vào vòng tròn mình vừa tạo, móc 4 mũi móc đơn. 1 2 3 và 4. Khi móc được 4 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh cho vòng tròn nhỏ lại. Đối với các họa tiết trang trí của hổ á, thì khi móc 4 mũi móc đơn này, cách móc này nó sẽ tạo ra được cái phần mũi ở thân trước nè, phần mũi màu đen này. Thì để kết thúc phần mũi này, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó đâm kim vào vòng tròn mình tạo đầu tiên đó và cũng móc vào đó một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len, cuốc các cái sợi len thật mạnh vào thì mình sẽ hoàn tất được cái phần mũi đen như thế này ha. Đây là phần mũi nè, công thức của móc phần mũi. Ở đây mình móc phần tai nên các bạn sẽ tháo cho mình cái xích này ra. Khi mình đã móc được 4 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, gây nên tiếp tục một xích. Ta quay ngược đầu móc lại. Ở 4 chân móc mà mình tạo đầu tiên này, chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ tư là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ta hoàn tất được lòng trong của tai. Bây giờ mình sẽ viền lại. Đâm kim cho mình vào chân đầu tiên của cái phần tai màu trắng bên trong nè. Đây sẽ là chân đầu tiên ha. Kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó, móc một mũi móc đơn. Lần lượt đâm kim vào các chân còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến hết. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Móc đơn thứ tư. Sợi len màu trắng này nè, khi móc cũng giấu cho mình vào trong mũi móc. Ta có móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Và móc đơn thứ 8. Khi có được 8 mũi móc đơn vào 8 chân rồi, từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân mà mình vừa móc mũi đơn cuối cùng đó, móc một mũi móc đơn. Và cũng giấu sợi len thừa nè. Móc vào đây một mũi móc đơn.
Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chân kế bên, móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp là cái vòng tròn đầu tiên ha, móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh móc một mũi móc đơn. Và chân móc cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà mình gây nên phần viền, móc một mũi móc đơn. Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên đó, móc một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Cắt các cái đoạn len thừa đi ha, thì mình sẽ hoàn tất được phần tay như thế này. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn thêm các cái họa tiết trang trí cho mặt của hổ. Thì phần mũi mình đã hướng dẫn nó tương tự như phần tay rồi ha. Còn lại các cái vòng tròn màu trắng và màu hồng nè, thì ở đây mình có móc sẵn. Để tạo được vòng tròn màu trắng và màu hồng này thì nó cũng tương tự như nhau ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một xích. Đối với cái vòng tròn màu trắng, các bạn sẽ móc cho mình vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. Phần màu hồng này mình móc 5 mũi móc đơn. Đối với cái vòng tròn màu trắng thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi móc đơn cho cái vòng tròn màu trắng này. Còn đối với vòng tròn màu hồng thì chỉ móc cho mình 5 mũi móc đơn thôi nha, cho cái vòng tròn màu hồng nó nhỏ hơn màu trắng một chút. Khi móc được 5 mũi rồi nè, nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào và di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Như vậy là vòng tròn nhỏ màu hồng này nó sẽ có kích thước nhỏ hơn vòng tròn màu trắng một chút ha. Để mình tạo cái má hồng, còn màu trắng mình tạo phần mũi. Cắt các cái đoạn len thừa đi nè. Ta hoàn tất được các cái họa tiết trang trí ha. Thì để đến được cái phần tay này vào trong mặt của hổ, các bạn sẽ đặt cho mình hai phần tay này vào và mình sẽ ướm cho cái phần tay này nó được cân với cái phần mặt ha. Ta sẽ dùng keo nến và bôi vào các cái chân móc ở phần viền. Sau đó đưa vào phần mặt nè và đến cố định vào. Làm tương tự cho phần tay còn lại ha. Cũng bôi keo cho mình vào các cái chân móc ở phần viền bên dưới. Đính vào trong cho cái phần tay này nó được cân nè. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần tay ha, đính cố định vào trong mặt của hổ rồi. Đối với các họa tiết nhỏ ở trên mặt của hổ á, để không phải giấu len nhiều thì các bạn sẽ cắt cho mình cái đoạn len này nó ngắn lại. Và mình sẽ đưa cái sợi len này ra phía sau là cái mặt trái của sản phẩm nè. Giữ nguyên vị trí này và bôi một lớp keo vào cho cái sợi len thừa nó dính vào luôn ha. Sau đó mình sẽ đính vào trong mặt của hổ. Làm tương tự cho các cái vòng tròn còn lại. Sau đó tiếp tục bôi keo và đến cố định hai má hồng bên dưới của màu trắng và trang trí mũi nè. Tiếp tục trang trí thêm hai hạt mắt. Thì đối với cái cách vẽ râu ở trên thân của hổ, các bạn sẽ sử dụng cho mình mẫu kim khâu tay nhỏ và sử dụng một đoạn len màu đen chập tư lại cho cái sợi dây của mình nó có độ dày và mình sẽ tiến hành khâu trang trí. Đến cố định họa tiết lên trên thân dây. Ta sẽ hoàn tất được một mẫu giày chú hổ như thế này. Chúc
các bạn thành công.